Hello, em Di Cá chào tất cả anh em. Rồi tiếp tục chương trình của chiều ngày hôm nay thì em lên cho anh em biết cái đầu nổ này anh em. Thì cái này nói chung là cũng không phải là đúng người của em. Đấy, này đồ của em thì mấy cái đồ người công cụ kia thì nó khác rồi. Đấy, thì nó vẫn còn rất là ít cho nên là em không có quay nữa, em tạm dừng. Đấy, bữa nào rảnh rảnh thì em soạn ra quay tiếp anh em. Đấy, thì bây giờ em đang giải quyết mấy cái khúc này. Thì đây là đầu nổ, thì cái món này anh em nào có nhà hứng thì nói chung là đúng cần công việc sử dụng thì ủng hộ em nha. Thì mấy cái đầu này của ông anh đó, đây giá thì em có niêm yết lên trên đây, thì em bao ship hết rồi anh em ơi. Mấy cái đồ này nó em bao ship hết cho anh em ha. 1 2 3 5 6 7 8 quay hết này rồi lát kiếm thêm đó, 8 con như thế này anh em. Thì mà này không có bao gì đâu anh em, thì anh em ơi coi nghiên cứu nha. Rồi cái này, cái đầu nổ này thì lần hình như lần đầu tiên quay sao. Rồi cái này thì bây giờ giật con này quay kỹ con này trước nè. Mã số nhiêu ta, vô coi thử. Đó, trời nó mới mưa nó mới ướt rồi nè. Đây, con này là con Honda anh em nha, Honda. Con này con Honda đấy, FG201 đó, Honda FG201 nó chạy xăng đó. Chút xuống nó chạy xăng. Rồi đây thì nó có một cái mà những cái này anh em. Những cái này thì anh em coi thử nó thiếu đủ cái gì thì anh em nghiên cứu nha. Đây, hình thức này nó còn trong này nó còn sáng máu đẹp lắm đấy. Honda mấy cái đầu nổ này hả? 116 hả? Rồi đấy, Buri bên này đó, chén xăng đây anh em. Buri chén xăng. Buri chén xăng. Đấy, quay được mà. Cái này quay được. Đấy, rồi giật thử em, giật sao ta. Đó, rồi, quay được rồi. Được rồi. Đấy, rồi cái chén xăng này nó bị thiếu một cái gì ngay chỗ đây anh em. Đó, thì anh em chụp màn hình lại phóng to ra giùm em nha. Đấy, thì con này mã 116, giá của em nó là 600k bao ship anh em nha, 116. Rồi mã 116 600k bao ship cho anh em. Đấy, rồi ok đi luôn em. Rồi 117, con này 4 ngựa anh em nha, 117. Đấy, em không biết em hỏi cho nên là ghi 4 ngựa lên luôn. 117, con này thì là một con UHV. Đó, GA120 chén xăng đây. Chén xăng đây nè, bô gió lọc gió thì nó bị mất cái gì đây nè, đó. UHV GA120. Rồi, ok giật em. Đó. Giật được anh em ơi. Rồi ok. Thì con này nó là 4 ngựa anh em nha, 4 ngựa, nắp nhớt xăng đầy đủ. Đấy. Rồi quay qua nha. Này đây, cái thiếu cái gì nữa bên đây. Anh em nhìn kỹ giùm em ha. Rồi. UHV này nó chạy nhớt ra cái gì này. Nói chung là hàng này thì em chỉ là bao ship cho anh em về tới nhà thôi anh em nha, em không có bao cái gì hết. Đó. Còn ở khúc trên thiếu đủ cái gì. Giật được anh em nha, con này 4 ngựa, UHV 4 ngựa. Giật được. Rồi con này mã 117, giá của em nó là 1 triệu bao ship cho anh em nha, UHV. Rồi đi luôn em. Rồi cái con này là cái con gì mà ông anh em lên giá 800.000 đấy. Này quay được anh em ơi. Đó. Rồi. Quay kia thử em. Đó, quay được anh em. Mất cái chén xăng nè. Này lấy phụ tùng hoặc là anh em làm cái gì anh em? Lốc máy gì đây. Đây, 0126. 0126L. Rồi, quay lại em. 0126, còn con này thì nó là GM130. Đấy, GM130 anh em. Rồi ok luôn. Thì hồi xưa giờ em bán công cụ, giờ chuyển giờ coi như là 11 à, thôi không sao đâu. 118 thì chuyển qua công em không phải là em chuyển cái này thì coi như em quay phụ ông anh thôi. Đấy. Không biết là anh em có chơi món này hay không. Thực sự là công cụ lại cái này thì nó hai cái giới nó khác nhau. Một cái điện một cái xăng thì nó là rất là khó, nói chung là nó nghịch đó anh em, nó nghịch.
Rồi anh em nhìn kỹ giùm em ha. Đây rồi, mã 118 800k bao ship cho anh em nha. Đó. Rồi con này 5 ngựa 119 đấy, 600k con này anh em ơi, 119 600k dành cho em nó luôn. Đó. Đây chiến xăng có quạt giật thương em, có ủ giật không này, giật được anh em ơi. Đó. quay được đó. Chén xăng có, mất cái của gì đây này. Đây nè, 119 600k con này 5 ngựa anh em. Đấy. Gãy cái chén xăng nha, gãy con này bị gãy cái cổ xăng nè, đó nó bị gãy cái cổ xăng, anh em về thay cổ xăng lại ha. Đấy. Không có cổ giật, nó chỉ có nhiêu đây thôi, hai cái nắp nhớt nè. Con này 027L 5 ngựa anh em. Con này 5 ngựa nha, rồi quay lại vòng nè. Không, con này đổi cái này nằm xuống vậy nè. Mà đúng. Đấy, nó nằm vậy nó mới đúng. Đây cái tên này. Rồi. 600k mã 119, con này 600 anh em. 119 600k. Rồi ok luôn. Mã 119 600k dành cho em nó luôn em nha. Rồi ok đi rồi. Rồi con này 120 Isaki. Con này Isaki mã 120. 800k con này 4 ngựa anh em, giật đem. Đó. Giật xanh nó tụt tụt á. Giật xanh nó tụt tụt á. Rồi ok. Không có hơi. Không có hơi. Con này nó không có hơi. 120, đó, 800. Em vừa xách cái ký lớn ra đây giùm mình nè. Còn một con thôi, em chưa cân lại thử. Đây, thiếu mất cái nắp chụp bô ri nè, nắp chụp bô ri nè, nó thấy bô ri nằm đâu luôn. Đó, mất cái bô ri rồi. Con này đầu OHV. OHV, mất cái chân xăng ở dưới nè em ha. Đấy. Mất cái chân xăng ở dưới luôn. Rồi. Bỏ lên cục này bao nhiêu ký em? Xin chào. 12 kg anh em ơi. Đó. Rồi ok bà xuống em. Rồi mã 120 800k là bao ship con này. Đấy anh em giờ nghiên cứu con Isaki này 4 ngựa anh em. Giật con này bị tuột nó không có hơi nữa mà. Đó, rồi mã 120 800. Đi luôn em. Rồi con này 121. 121 con này 1,5 triệu anh em nha, 121. Rồi. 121 giật em. Đấy. Giật được anh em. Con này G H1 170. Con này 170. Đây. Chính cái đó. 0,6 lít. Rồi, OHV Kubota, đó, Super OHV Kubota anh em nha. Đấy, rồi, quay lại em. Đấy. Còn sáng gió này nó nhức nhớt rồi anh em. Này nó mất cái gì, này cái hộp gì á, nó bị nhức nhớt nè. Rồi, ok luôn. Đó, anh em nhìn kỹ giùm em nha, coi thử thiếu muốn gì anh em cứ chụp màn hình lại nè. Đó, là phóng to ra anh em thấy nè. Rồi, ok. Con này 1,500k anh em. Đấy. Rồi. Mã 121 1,500 bao ship anh em ơi. Đấy. Đưa lại đó luôn, đợi luôn em, đợi luôn. Rồi 122. Con này 6 ngựa anh em, Isaki sao chứ. Đó, giật được, đó, giật được nó quay cái xong nó không có tụt, nó không ra dây cót luôn, nó không thu lại dây cót luôn. Đó. Con này 6 ngựa. Bị gãy cổ xăng anh em nha, 122. Con này hiệu của Kawasaki. OHV Kawasaki. Gãy cổ xăng anh em ơi. Đó, con này bị gãy cổ xăng ngay đây. Giật đường phát dây cót nó không có thụt lại luôn anh em ơi. Đấy. Rồi. Đảo lại.
Rồi ok luôn. Mất cái nắp xăng rồi nè, còn này mất cái nắp xăng. Anh xe bình. Rồi bỏ ba xuống. Đây. Tem anh em nha, Kawasaki này. Ủa vơi. Gãy cổ xăng. Con này bị gãy cổ xăng này, có bô đầy đủ. Rồi mã 122 1.300.000 luôn. Đấy, đi luôn em. Rồi 124 con này 1 triệu anh em nha, mã 124. Mã mấy? 23 hả? 123 1 triệu luôn. Con này 4 ngựa OHV. Đấy, giật em. Cứng anh em nha, đó con này cứng. Em giật không có được. Rồi ok. Ore OHV đấy. Này nó sạch sẽ hơn. Chốt. Chén xăng có đầy đủ. Cố chén xăng có đầy đủ nè. Rồi. Rồi con này nó là 1 triệu anh em nha. Đấy. 1 triệu. Mã 123 1 triệu luôn. Đấy. 4 ngựa. Rồi. Nói chung là con này nữa em quay lên bao nhiêu đây, coi thử anh em có sử dụng con nào thì ủng hộ em nha. Nhớ còn mấy con máy cày với lại ba cái đồ phụ tùng này. Đấy, mấy con máy cày với ba đồ phụ tùng này thì anh em có cần cái gì thì anh em lấy cái hình ở trong này ra để em quay cho anh em. Rồi anh em gửi Zalo giúp em, Zalo riêng của em nha. Cái Zalo này là đợi bán phụ tùng thôi. Thì 0977640586, đó là số điện thoại riêng của em. Thì anh em cứ chụp hình trong cái đống này thử có lấy được cái nào thì anh em chụp hình qua cho em thì em sẽ lôi ra em báo giá cho anh em ha. Đấy, riêng cái đống này với lại mấy cái đồ con máy cày này nè. Đấy, là em sẽ lấy ra em quay riêng cho anh em mấy cái đồ phụ tùng này. Đấy, cũng khá là nhiều. Giờ bãi em nó chống quát rồi anh em ơi, nó không còn hàng nữa cho nên em để mấy cày dời đây cho ông anh không làm. Rồi đây, ở đây nè. Con máy rửa xe này cũng đang xài luôn anh em. Đó, nguyên bộ luôn. 2.500.000 đấy. Mã 124 anh em ơi. À, con này đang xài luôn em. Đấy, 124 2.500.000. Đấy. Đây. Đây là motor 100 220. Còn đây ti sứ nè. Ti dài, ti sứ hay ti inox gì em cũng không biết luôn. Này nói chung là cái này nó không có đúng người em á. Đấy. Này đang xài luôn, có ống ống đầy đủ luôn em, đang xài luôn mà không biết mạnh hay không nữa. Đấy. Thì ông kia em bán 2.500.000 bao ship. Có khung đàng hoàng. Giờ ráp vô một cái là mình dứt thôi. Một nguyên một vàng luôn em. Đây. 124 2.500.000. Đấy. Anh em chốt là chốt luôn. 124 2.500.000. Rồi. Chiều hôm nay coi như em lên bao nhiêu đây thôi anh em nha. Tại bữa giờ em cũng công việc nó nhiều quá, em bận quá cho nên em không có lên được cái clip nhiều cho anh em với lại công cụ nữa. Nó có thể ngày mai thì em sẽ lên công cụ tiếp cho anh em. Đấy, bữa giờ anh em cứ nhắc em hoài nhưng mà em không có lên được. Đấy. Công cụ thì coi như là mấy đứa đệ tử em nó cũng không biết quay á, cho nên là bắt buộc em phải quay mà em làm không kịp. Rồi bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Rồi chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video vào ngày mai nha. Rồi em xin chào tất cả anh em nha.